Linh Chi ở trong các cuộc thi trước thì khiến chúng tôi rất ấn tượng, bởi vì bạn chia sẻ là bạn có sở trường môn văn nhưng mà hầu hết những cái câu hỏi về kiến thức khác ấy, bạn cũng nắm rất là chắc. Không biết là ngoài việc học ở trên trường, bạn có một sở thích gì khác để có thể bổ sung cho kiến thức tốt như vậy không ạ? Em chỉ mong muốn là mình thu thập được càng nhiều kiến thức càng tốt thông qua đọc sách báo, thậm chí là việc mà ngồi xem Olympia với bố mẹ. Thường thì bố mẹ em sẽ là người đoán ra các thứ trước em. Mẹ em là chiến thần vượt chướng ngại vật ạ. Tại vì mẹ em thường sẽ là người nghĩ ra chướng ngại vật đầu tiên, và thường thường thì khả năng đúng rất là cao ạ. Có mẹ ở khán đài đúng không ạ? Dạ có, mẹ em đang ngồi ở dưới ạ. Xin giới thiệu chiến thần vượt chướng ngại vật và là một khán giả rất trung thành của chương trình Điện Lên Đỉnh Olympia. Chào cô ạ. Có một cái quả táo rất là nổi bật trong trường quay đến từ Ngọc Lương. Không biết là hôm nay bạn đem táo tặng ai ạ? Quả táo này là quà tặng của một thầy ở trường em, với hy vọng là sẽ tiếp tục có được những kiến thức giống như là cách mà Newton bị quả táo rụng vào đầu. Tôi có thể hiểu ý chúc của thầy bạn đấy là chúc Ngọc Lương có thể đứng không thôi mà điểm cũng rơi vào đầu. Như kiểu quả táo rơi tự nhiên này đúng không ạ? Trung Thành đến từ trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1 Bắc Ninh thì lại có một lời hứa rất hay từ một bạn nữ. Vâng ạ. Hôm nay bạn ấy không đến được trường quay nhưng bạn ấy có hứa rằng là nếu như là em được vào đến trận thi quý thì bạn ấy sẽ mời em đi ăn ạ. Sao bạn có nhiều người bạn thế mà chỉ có mỗi bạn ý được viết trong bảng đăng ký? Ừ, đúng. Tại mới có mỗi bạn đấy hứa với em. Em mong là sau trận này thì mọi người sẽ hứa với em nhiều hơn ạ. À, trả lời khéo đấy. Phú Tùng là một chàng trai lúc thi thì rất là tập trung và cũng rất là kiệm lời nữa. Sau này bạn có muốn trở thành một nhà nghiên cứu khoa học không ạ? Điều trong tương lai của em là làm một nhà tâm lý học. Trong quá khứ thì em cũng đã gặp một số cái vấn đề tâm lý và em cũng đã cố gắng để vượt qua nó. Vì vậy nên là đấy cũng là một trong những cái động lực để em muốn giúp đỡ những người giống như em. Mỗi khi mà em gặp một cái vấn đề gì đấy mà em chắc chắn phải đối đầu với nó thì em sẽ nghĩ là không sợ, không được sợ và không có quyền sợ. Lời nhắn nhủ cho cả bốn bạn thí sinh trong cuộc thi ngày hôm nay, dù bất kể một câu hỏi khó nào, không sợ, không được sợ và không có quyền sợ. Chúc các bạn may mắn.